anh Quang Toàn, rồi anh Nguyễn Quang Trung này, QBS của anh Sơn Chuẩn. Rồi, em nhất chào anh Bùi Toàn Tú nhỉ. Rồi. Xin chào anh Own Brand nhé. Anh chị có mã cổ phiếu cần sự hỗ trợ, anh chị có thể là bình luận phía bên dưới. Anh chị theo dõi livestream, anh chị nhớ giúp em nhất một like nhé, để khích lệ tinh thần em nhất cũng như là ủng hộ anh em trên kênh nhé, anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều, em nhất cảm ơn 20 anh chị đã like. Anh chị chưa có câu hỏi nào, anh chị cũng có thể là comment số 2, chào em nhất cái nhé anh chị nhé. Ok, em nhất chào anh Nguyễn Đình Hòa nhé. Đánh giá giúp em điểm mua bán đối với QBS đúng không? QBS thì cái cơ hội mà bắt đầu một cái xu hướng tăng là tạo đáy ở đây rồi. Biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng tốt tầm khoảng 4 tuần ở trong nhịp này rồi. Đúng không? À, kết thúc một xu hướng giảm này. Biên độ tăng giá tốt này. Thanh khoản gia tăng tốt là yếu tố tích cực cho cơ hội QBS tạo đáy rồi. Đó. Bắt đầu một cái xu hướng tăng ở trong nhịp này. Khi mà Tenkan Kizu nó nằm trên mây như này, nó bắt đầu một xu hướng tăng. Bắt đầu thay đổi từ một cái xu hướng giảm, kết thúc xu hướng giảm qua nhịp này, bắt đầu bước vào cơ hội tạo đáy và xu hướng tăng. Đó, có cơ hội lên tầm khoảng 5.5.3 ở trong chung dài hạn. Nhịp này thì nhìn ở trên khung đồ thị daily thì nó cũng kết thúc cái xu hướng giảm ở trong nhịp này, đúng không ạ? Đang tích lũy tương đối tích cực trong cái biên độ này. Cản là quanh tầm khoảng 3.4-3.5, hỗ trợ là quanh cái vùng 2.5-2.6. Đó là cái vùng trung bình giá của nhà đầu tư 6 tháng gần nhất này. Trung bình giá của nhà đầu tư 6 tháng từ vùng đáy này lên đỉnh này. Thì trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng 6 tháng nó đang ở đây. Đúng không ạ? Thì đây nó đóng vai trò một vùng hỗ trợ tương đối mạnh ở trong ngắn hạn và trung hạn. Đây là cái chạm vùng hỗ trợ là bật lên này. Chạm quanh vùng hỗ trợ bật lên. Nhịp này nó đang tích lũy tích cực. Tích cực ở chỗ là những cái phiên mà biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng tốt. Những nhịp rung lắc điều chỉnh, những áp lực bán ra không nhiều. Thay vào đó lực cầu vào cái biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng tốt này. Đó. Cho thấy là áp lực bán ra thì không nhiều. Nhưng nhịp mà có cái lực cầu vào cái dòng tiền vào cái lại tiếp tục đà bật tăng. Và biên độ tăng giá tương đối tốt. Đây là nhịp này đối với QBS mà tích lũy tương đối là tích cực. Nếu như anh em muốn mua ở trong chung dài hạn ấy, thì cái quanh cái vùng 2.5-2.6 điểm mua nắm giữ lâu dài là anh em có thể nắm giữ được. Còn đâu trước mắt ở trong giai đoạn này thì đối với QBS thì nó đang giữa một cái vùng cản và trên một cái vùng hỗ trợ, đúng không? Hỗ trợ trong trung hạn. Nhịp này thì nó vẫn đang thể hiện tích lũy thôi. Và một khi tích lũy thì anh em đánh theo cái chiến lược mua hỗ trợ bán kháng cự. Đó. Thời điểm hiện tại hỗ trợ rất mạnh ở quanh tầm khoảng 2.6, điểm này mua chung dài hạn thì được. Và nhịp này nó đang ở quanh cái vùng hỗ trợ Kijun của một tháng gần nhất, 17 nến. Nó là quanh cái vùng giá tầm khoảng 2.9, 2.8, 2.9. Thì nếu như anh em đánh trong ngắn hạn thì có thể là trước mắt để nhặt 50% tỷ trọng trong nhịp này. Kỳ vọng cái nhịp lình xình tích lũy này mà vượt được cái vùng biên tích lũy, tiếp tục cái kênh tăng ở trong trung dài hạn. Đó, nó tích lũy một nhịp này. Nhịp này thì tích lũy cũng tương đối đủ rồi. Nếu như giả sử kịch bản này mà tiệm cận về 3.4, 3.5 một lần nữa thì cái cơ hội mà tiếp tục kênh tăng trong ngắn hạn cũng như chung dài hạn đối với cổ phiếu QBS có cơ hội. Cho nên là ở một cái vùng hỗ trợ là trong ngắn hạn thôi. Kỳ vọng là nó vẫn giữ được trên quanh cái vùng tầm khoảng 2.8. 2.8 thì nó mới tránh được nguy cơ điều chỉnh về tầm khoảng 2.6. Cho nên vùng này QBS nếu mà bắt trong ngắn hạn, bắt trước một phần tỷ trọng quanh vùng 2.9, 2.8. 2.9, 2.85 anh chị nha. Bởi vì biên độ dao động của nó cũng hơi hẹp. Cắt thì cắt đâu đó tầm khoảng 2.8. Tầm khoảng 2.88, 2.9 là vùng này có thể đánh một nhịp trong ngắn hạn. Vào trước 50% tỷ trọng. Nếu nhịp hồi lên quanh vùng đỉnh này, một break out được tầm khoảng 3.2, 3.3 thì vào lốt 50% còn lại. Nắm giữ trong trung hạn luôn. Thì hai cái vùng mà khả năng mà có khả năng bật tăng được luôn thì một là quanh vùng 3.3, hai là cái vùng 2.9 thời điểm hiện tại. Nghe chị nhỉ? Đó, cho nên là với góc nhìn của QBS này, trung dài hạn, trung hạn thì có thể là chốt ở quanh tầm khoảng 5 chấn. Ngắn hạn thì có thể là xem xét ở quanh cái tầm khoảng 3.2, 3.1. Như vậy thì biên để mà đánh là tầm khoảng 10%. Nếu anh em đánh trong ngắn hạn thì biên tầm khoảng 10%. Anh chị nhé. Đó là với góc nhìn của phía QBS ở trong giai đoạn hiện tại. Em nhất chào 37 anh chị đang xem live nhé. Anh chị nào chưa like thì like giúp em nhất một like cả nhé. Anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn 25 anh chị đã like anh chị nhé. Cảm ơn anh chị.
Anh chị nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để giao lưu với anh em nhé. Anh em livestream từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm ở trên kênh YouTube này, livestream liên tục để hỗ trợ anh chị nhé. Anh chị nào đăng ký tham gia room khuyến nghị đồng hành cùng anh em trong team thì anh chị có thể là liên hệ với em nhất qua cái số điện thoại trên màn hình nhé. Tham gia những room mua bán và quản lý danh mục cho anh chị một cách rõ ràng và cụ thể như này anh chị nhé. Welcome anh chị về với anh em trong team nhé anh chị nhé. Xem giúp xu hướng AAS mua giá 13.3, cảm ơn nhé. AAS đồng anh chị 13.3, nhịp này mua 13.3 thì hơi đuổi một chút, nhưng mà cũng không có gì là đáng ngại lắm, bởi vì là hai kiếm Tenkan đang trên đà bật tăng rồi. Nhịp này thì vượt tầm khoảng 13.4 thì chạy tiếp, còn đâu trong hai phiên nữa mà không vượt 13.4 thì khả năng là lình xình rung lắc tương tự như trong nhịp này. Kênh xu hướng thì vẫn là kênh xu hướng tăng thôi. Tuy nhiên cái nhịp này mua hơi đuổi. Cái điểm mua chuẩn ở trong nhịp này phải tầm khoảng 12. Đúng không? Anh chị mua đuổi mất tầm khoảng 10%. Đó. Biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng tốt. Dù có rung lắc thì quanh tầm khoảng 12.3. 12 cũng là vùng hỗ trợ mạnh được ai ấy. Chót mua 13.3 là cái vùng đỉnh phiên ngày hôm nay thì quan sát thế. Nhị nhá. Nó cũng chưa xấu đâu. Động lực bật tăng trong ngắn hạn vì cái cơ hội tiếp tục đà tăng nó vẫn còn. Có khả năng là nó đánh lên đâu đó tầm khoảng 14.5, 14.7 giảm trong trung hạn này anh chị. Mua hơi cao nhưng mà vùng này đâu đó nó cũng chưa phải xấu, nó cứ lắc lên một phiên nó tiếp tục đà bật tăng, lắc một phiên nó tiếp tục đà bật tăng đó, lại lắc thêm phiên này đó thì cơ hội đâu đó là tiếp tục mà vượt tầm khoảng 14 thì nó vẫn có cơ hội đi lên tiếp đó. Có một cái vị thế là cái vị thế ở trong trung hạn thì cũng chưa ổn lắm, cái vị thế này xác định đánh ngắn hạn thôi đó, đâu đó lên tầm khoảng 14.7, 15 này nhá. Có rung lắc thì cũng không ngại lắm, bởi vì nó còn có một cái vùng trung bình giá của nhà đầu tư một tháng gần nhất là quanh tầm khoảng 12, 11.8 là hỗ trợ rất mạnh. Đó, nhịp này mới là nhịp mua này, 11.8. Cho nên là chót mua ở đây rồi thì thôi anh chị quan sát thêm trong cái cộng như thế nào nhá. Đó, xem nó cái áp lực điều chỉnh nó còn hay không, đó, lực cầu nó vào tiếp thì vượt 14 là vẫn có cơ hội đi liên tiếp. Duy trì trên kênh tăng tương đối ổn, lực cầu thanh khoản gia tăng cũng tốt rồi. Anh Nhất xem giúp em chiều giữ, giúp em HAX giữ được không? Em đang cầm giá 16 HAX. 16 nhịp này HAX nó vẫn đang duy trì trên kênh tăng tương đối ổn, cứ tích lũy xong lại bật tăng này, tích lũy xong bật tăng. Có hỗ trợ quanh tầm khoảng 10 15.8 rồi. Thì 16 thì ngay gần đó, có thể giữ được nha. Nhịp này tích lũy rất chặt chẽ rồi, đang có cơ hội là thay đổi về xu hướng rồi, kết thúc một xu hướng giảm này, đang chuyển hóa thành xu hướng tăng ở trong ngắn hạn và trung hạn rồi. Sideway up khá là tốt này, biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng tốt này, rồi tích lũy xong thì tiếp tục đà đi lên. Đó. Hiện tại đang có cái vùng hỗ trợ 15.8 thì cũng chưa ngại lắm. Đây nhá. Đây là HAX mua 16 thì thời điểm hiện tại cũng giữ quan sát thêm, duy trì được kênh tăng thì vẫn tương đối ổn. Hai anh em xin chào anh Own Brand nhé. Em nhất chào anh Nguyễn Đình Hòa này, chào anh Trần Thắng nhé, chào anh Nam Đức này. Xin chào anh chị yêu thân nhé, xin chào anh chị Đào Hoa. Nhất xem giúp chị con DTGT. Ok, cảm ơn toàn thể anh chị đã like nhé. Em nhất cảm ơn 27 anh chị đã like. Anh chị nào chưa like thì nhớ like giúp em nhất một like nhé anh chị nhé. PDR rồi L14 tư vấn giúp anh Trần Thắng thì không biết là anh chị muốn tư vấn cái gì. Anh chị hỏi chung chung này thì nhất cũng không biết là anh chị muốn hỏi gì, muốn mua hay muốn bán hay như nào, vị thế nắm giữ anh chị ở đâu để mà tư vấn anh chị. PDR là vẫn đang trên kênh tăng nhá, rung lắc này thì cũng chưa ngại lắm, và rung lắc trong ngắn hạn thì cũng có những cái vùng hỗ trợ bên dưới cũng khá là mạnh, biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng tương đối tốt. Đó. Và phiên ngày hôm qua và hôm nay thì vẫn còn cái nhịp vượt đỉnh như này thì nó vẫn có khả năng duy trì đà bật tăng ở trong chung và dài hạn. Ngắn hạn có thể rung lắc nhưng cũng không đáng ngại lắm chị nhá. Quan trọng là giá mua của anh chị thôi, giá mua anh chị tốt thì cứ nắm giữ thoải mái. PDR cũng vậy, cơ hội tạo đáy là sáng rồi, tạo đáy là thay đổi về xu hướng này, cầu thanh khoản vào khá tốt, rung lắc tích lũy trong biên độ hỗ trợ tầm khoảng 52 51.5, cản là đâu đó tầm khoảng 61 62 anh chị nhá. Ở nhịp này nó đang tích lũy trong biên độ này thôi, tích lũy xong cái khả năng mà tiếp tục đà bật tăng vượt đỉnh tầm khoảng 63 64, tiếp tục đà bật tăng ở trong chung và dài hạn tương đối ổn. Vừa nãy thì có một số cổ phiếu nó cũng tương tự như trong nhịp này. Cổ phiếu gì nhỉ?
cổ phiếu QBS ấy, thì QBS thì nó đang làm ở đây rồi. Thì đối với cổ phiếu L14 này, sau một nhịp giảm tương đối mạnh, tích lũy lại đáy, biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng tốt này, đúng không ạ? Đó. Kết thúc một xu hướng giảm, đang cho vào mình thấy một cái nhịp là tích lũy lại quanh đáy. Với nhịp mà đối với L14 mà vượt 65, cái chính thức bước vào xu hướng tăng ở trong kênh trung hạn. Và trong ngắn hạn thì bắt đầu xu hướng tăng rồi. Mà một khi khung ngắn hạn đang bắt đầu một xu hướng tăng, thanh khoản vào tăng tương đối tốt như này, khả năng bắt đầu một xu hướng tăng thì khả năng cái nhịp tích lũy này, tích lũy quanh đáy này, nó có cơ hội là tiếp tục một cái đà bật tăng trong ngắn hạn, nó tích cực đến dần những cái khung đồ thị tuần tốt hơn. Đó, cho cơ hội là tạo đáy đi lên. Nên L14 là vẫn có khả năng ăn 50-60%, thậm chí ăn bằng lần. Tương tự như cổ phiếu Novaland trong giai đoạn vừa qua em Nhất chia sẻ anh chị. Đó. Thì đâu đó là L14 nó đang loanh quanh quanh vùng 13. Đó. Trong nhịp đó thì Novaland lúc đó nó chỉ có lợi nhuận đâu đó tầm khoảng 1-2%, thậm chí còn âm 1-2%. DIG cũng vậy này. Đó. Rồi PDR cũng vậy này. Đó. Từ nhịp đâu đó nó vẫn còn, đâu đó chỉ có lời lãi tầm khoảng 1-2% thôi. Củng cố tinh thần anh chị từ những cái vùng đáy anh chị nắm giữ. Đó. PDR. Livestream xuyên suốt từ những cái vùng giá này là phím anh chị là sao nắm giữ được đối với cổ phiếu PDR đến thời điểm hiện tại. Đấy anh chị, làm sao khi anh chị bắt được đáy rồi lên tối ưu hóa lợi nhuận, giữ được lâu nhất, kiếm được nhiều nhất. Đấy anh chị. Đó. Giữ thôi, nó cũng là cái việc đâu đó tương đối khó với nhiều anh chị. Đó. Khi một khi mình bắt được cái vùng thuận lợi rồi. Cho nên là quan trọng nhất là cái giá mua của anh chị. Nếu L14 anh chị mua được giá mua tốt anh chị cứ nắm giữ thôi. Thì nhá. Khả năng lắc xấu nhất thì về đến tầm khoảng 52 thôi. Và nó đang dao động trong cái biên độ này. Đó anh chị. Tuân thủ thôi, nó đang trên kênh tăng thì duy trì vị thế nắm giữ. Có lướt lát trong ngắn hạn thì anh chị lướt quanh cái vùng 61, 62 bán. Về quanh tầm khoảng 51.5, 52 anh chị mua. Đúng không ạ? Đó, L14 thì đây cũng là cổ phiếu nhất phím anh chị mua L14 này. Ở trên kênh YouTube này. Và củng cố tinh thần anh chị nắm giữ đến thời điểm hiện tại. Đúng không chị? Đây này, đỏ phải mua này, xanh đừng đua này. Đây là cái phiên ngày hôm 21 là khi mà L14 nó về đến vùng hỗ trợ này 51-52. Đấy anh chị, top 4 cổ phiếu chân sáng này, 4 cổ phiếu này đi lên, đi lên hết rồi anh chị. Cho nên là đối với cổ phiếu L14 thời điểm hiện tại anh chị có đánh thì đánh trong biên thôi, duy trì được kênh tăng anh chị cứ giữ. Quan trọng là cái giá mua của anh chị thôi. Đấy nhá, anh chị Trần Thắng nhá. Nhất cũng không biết là anh chị mua giá nào. Đó, lần sau anh chị comment thì anh chị comment cụ thể lên về vị thế anh chị muốn mua hay muốn bán hay như thế nào. Xin điểm gia tăng PSI mua giá 10.2 và sell mua giá 25. Đó. PSI mua giá 10.2. 10.2 anh chị vẫn có thể giữ được anh chị ạ. Vẫn duy trì trên kênh tăng trong trung hạn này. Duy trì đà bật tăng trong ngắn hạn này. Ở nhịp này đâu đó là đang có một cái vị thế cách tương đối xa những vùng cân bằng Tenkan Kijun đây. Tầm khoảng 1-2 phiên nữa mà nó không vượt được 12.4 thì khả năng nó rung lắc về quanh 10.8. Thì đây là nhịp rung lắc trong ngắn hạn thôi. Còn kênh tăng nó vẫn duy trì được nha chị nhá. Rung lắc về quanh vùng này là cũng là cái vùng gia tăng thêm được 10.4 đến 10.8 chị nhá. Một phiên này cũng chưa nói lên điều gì cả, đúng không? Bởi vì những cái phiên vừa qua nó cũng rung lắc xong tiếp tục đà đi lên. Cho nên vùng giá tầm khoảng 10.2 của anh chị là giá tốt rồi. 10.2 anh chị cứ nắm giữ. Thậm chí mà nó về lại 10.4 là có thể gia tăng thêm. Nếu anh chị xác định lướt lát trong ngắn hạn thì tầm khoảng 2 phiên nữa, nếu không vượt 12.4 thì tạm thời bán 50%. Quanh 12, 12.1. Về lại quanh tầm khoảng 10.2, 10.4 anh chị mua cover lại. Đầu vị thế 10.2 của anh chị mua thì em Nhất đánh giá anh chị có thể giữ được lâu dài rồi đấy. Nhịp này nó còn lên đến tầm khoảng 13, 14. Với cổ phiếu bé đi anh chị nhá. Động lực bật tăng vẫn đang tương đối cực tốt khi mà Tenkan Kijun vẫn đang hướng lên này. Nó rung lắc trong ngắn hạn thì là nhịp điều chỉnh tích lũy lại trong nhị nhá. Cũng không ngại lắm đâu. Em Nhất chào anh Lam Đức nhá. Xin chào anh chị Thiêu Thân.